Kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, trong video này, kênh xin gửi tới quý vị nội dung bài đọc có tựa đề Tổng thống Donald Trump, tôi có mặt là để chiến thắng. Sau đây, xin mời quý vị cùng đón xem. Obama, Biden chính là lý do khiến tôi phải có mặt tại tòa Bạch Cung. Tại sao tôi gọi Trung Cộng là kẻ thù? Đó chính là phát ngôn của Tổng thống Donald Trump. Cần nhắc lại khởi nguồn của việc Donald Trump tranh cử Tổng thống hồi năm 2016. Trong nhiều năm, ông chí thú trong công việc kinh doanh. Tôi không nuôi ý định trở thành Tổng thống, tôi yêu công việc kinh doanh và tôi đã thay đổi quyết định chỉ vì tôi thấy nước Mỹ đang ngày càng xuống dốc, ông Trump nói. Ông kinh ngạc nước Mỹ dưới mấy phong trào Tổng thống tiền nhiệm, nhất là phong trào Obama, vì sao lại đẩy nước Mỹ ngày càng suy yếu. Lý do nào khiến cho Obama tệ hại một cách trơn cháo, rất dẻo miệng để chủ quyến những useful ideas và ông Trump phẫn nộ. Ông quyết định tranh thủ tổng thống và ngay trong lần đầu tiên nghía mắt với sân khấu chính trị, Donald Trump đã thắng cử. Cái quái gì đang xảy ra ở nước Mỹ? Trong suốt nhiều thập niên, ông Donald Trump đã chứng kiến nước Mỹ bị xé toạc, ngày càng lao xuống dốc. Một nước Mỹ chìm trong thảm họa kinh tế bởi những kẻ bóc lột tiền thuế của dân, nạn khủng bố hoành hành và đáng sợ hơn cả là những kẻ cầm quyền đang cố hủy hoại nước Mỹ từ bên trong. Bất động sản là đam mê của ông Donald Trump theo đuổi, nhưng rồi ông nhận ra mảnh đất lớn nhất, vĩ đại nhất nơi mà ông thuộc và người dân thuộc về đó chính là nước Mỹ. Đó là lý do khiến ông bước ra tranh cử, bởi vì ông hiểu rằng chỉ ở địa vị của một tổng thống, ông mới có thể giúp được đất nước này nhiều nhất, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Phải cắt đứt mưu đồ nối dài học thuyết Obama. Donald Trump bước vào chánh trường với di sản đổ nát của Barack Obama để lại. Ông Trump nói, trong hoạt động kinh doanh, ngày nào tôi cũng thấy nước Mỹ bị cắt cổ và ngược đãi. Chúng ta đã và đang trở thành một trò hề, một kẻ chịu tội thay cho toàn thế giới, bị đổ lỗi tất cả mọi thứ. Chẳng được công nhận công trạng và cũng chẳng nhận được sự tôn trọng nào. Chúng ta là đối tượng để cười nhạo khắp nơi trên thế giới. Tổng thống Donald Trump kinh ngạc nhận thấy chính quyền Obama đã để mặc cho Trung Cộng tràn sang và đổ hàng hóa một đống. Họ đang xẻ thịt chúng ta. Obama đã làm một việc không thể tin nổi. Đó là Obama đã giúp tái thiết Trung Cộng thay vì tái thiết nước Mỹ. Tôi từng bị lên án vì dám gọi Trung Cộng là kẻ thù của nước Mỹ. Xong, liệu bạn có thể gọi những kẻ thù đang hủy hoại tương lai con cháu mình bằng từ nào khác? Bạn muốn tôi dùng cái Mỹ từ nào cho những kẻ đang ra sức đẩy đất nước ta vào nguy cơ phá sản, cướp việc làm của ta, do thám hỏng ăn cắp công nghệ của ta và hủy hoại lối sống của ta? Đến cuối năm 2016, kết thúc thời gian làm Tổng thống, Barack Obama đã làm tăng nợ quốc gia của Mỹ tới mức 20.000 tỷ đô la, ngang với số nợ của tất cả các đời tổng thống tiền nhiệm cộng lại. Và năm nào dưới thời của Obama, nước Mỹ cũng bị tấn công khủng bố. Vậy mà suốt thời gian cầm quyền, Obama ngăn cản sử dụng cụm từ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan để nói về tù phạm. Nước Mỹ phải chiến thắng. Tổng thống Donald Trump nói, chúng ta đang có những kẻ chẳng ra gì. Những kẻ đang bán rẻ đất nước. Obama cùng phe cánh tả sắp đặt một âm mưu nhằm lật đổ Tổng thống Trump được bầu hợp pháp. Đây sẽ là bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử Mỹ, mà không ai khác. Chính Tổng thống Donald Trump có trách nhiệm phải phơi bày vụ bê bối này. Tôi yêu nước Mỹ. Tôi đau buồn trước những gì mà mình nhìn thấy đang xảy ra trên nước Mỹ. Obama là một thí nghiệm chứng minh cánh tả thất bại khủng khiếp. Tương lai của con em chúng ta đang nguy nan. Và chúng ta phải làm những việc cần làm vì chúng. Chúng ta phải cứng rắn để bảo vệ nước Mỹ trở nên vĩ đại, ông Trump nói. Hơn nữa, phải luôn giữ nước Mỹ vĩ đại. Một điều cần phải nhớ về Donald Trump là ông ấy thích chiến thắng. Tổng thống Donald Trump sẽ vực dậy nước Mỹ trong cuộc chiến với Trung Cộng sau đại dịch virus Vũ Hán, như ông đã từng làm như vậy 3 năm trước đây. Những gì người dân có thể nhận ra trong 3 năm đó là Tổng thống Donald Trump luôn làm được những gì ông nói. Và nhiều hơn như vậy nữa. Kính thưa quý vị, nội dung của bài đọc có tựa đề Tổng thống Donald Trump, tôi có mặt là để chiến thắng, đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.